tắm rất là lâu ạ. Một tiếng đến một tiếng 15 phút. Trời đất ơi, chờ nổi không? Em đi chỗ khác tắm. Em thích bạn nam bụng bự. Mong bạn nam cũng bự. Trời ơi. Bụng không được bự, mong cũng không bự. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời em. Chào đồng chí. Chào anh. Rồi, bên kia là chào đồng chí rồi đó. Đồng chí nhường bên đây trước nha. Mời em giới thiệu, em tên gì? À, dạ, em xin gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả ở đây và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Và bạn nam ngồi bên kia bức rèm ạ. À, và em xin giữ giới thiệu, em tên là Hoàng Thị Kỳ Duyên. Quê gốc em thì ở Quảng Trị. Em sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai. Và hiện tại thì em đang công tác tại Suối Tiên. Duyên năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 94 ạ. Em làm công tác gì ở Suối Tiên? À, hiện tại thì em đang làm bên phòng sale marketing. Và công việc đó là bộ phận điều hành du lịch ạ. Wow, điều hành du lịch. Một đi vô Suối Tiên khỏi tốn vé nha. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ xinh đẹp và toàn thể quý vị khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Văn Phúc, năm nay 25 tuổi. Hiện đang công tác tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai. Em mang lon như thế là 2 sao 1 gạch, trung quý đúng không? Dạ. Quê trung mình quý. Ở đâu? Dạ quê em ở Đồng Nai chị ơi. Vậy là hai người sát bên luôn, thuận lợi quá ha. Cụ thể công việc hiện nay em làm trong quân đội hiện là gì? Hiện tại bây giờ em đang làm trong quân đội là ngành nhân viên bản đồ. Dạ. Là coi bản đồ hay sao? Giữa năm và cuối năm thì mình sẽ chấp ghép các bản đồ và vẽ lên đấy các hình thức chiến đấu như thế. À, tức là vạch ra kế hoạch chiến đấu trên bản đồ đúng không? Dạ. Vậy thì bản đồ Đồng Nai em rành không? Dạ, thì cả nước luôn. Vậy là tìm nhà bằng kia hơi dễ đúng không? Dạ. Bữa nay vậy em chấm cái tọa độ, em vẽ cái tọa độ Suối Tiên rõ rõ là nhìn chị nha. Dạ. Rồi, Duyên em giới thiệu một xíu về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em rất là thích nấu ăn và thích dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà em có một cái nhược điểm rất là khá nặng, đó là em hay hàu đậu và em chạy xe thì cũng hay bị té đó, cho nên em cũng lên chương trình để tìm tài xế. Lái xe được không? Dạ em lái mấy bánh được ạ. Mấy bánh cũng được luôn đúng dạ. không? Quân đội mà lái xe chắc cũng chắc lắm. Hay là mình có cái tật xấu gì không? Dạ em có một cái tật xấu đó là em tắm rất là lâu ạ. Tắm lâu hả? Lâu là bao lâu? Dạ khoảng một tiếng đến một tiếng 15 phút. Trời đất ơi. Con gái thì thường gội đầu, uống tóc rồi sữa tắm nữa. Mà em tắm là từng cái, có nghĩa là em gội đầu xong đợi khoảng 15 phút cho dầu gội thấm vào da đầu, sau đó em xả nước xong rồi em ủ đợi thêm khoảng 15 phút nữa. Cứ là từng cái cho em có làm. Thôi mấy cái kia khỏi kể nha. Nhưng mà rồi cái lúc mà em ngồi trong đó rồi em đợi là em làm gì? Làm gì hỏi người ta, làm gì kể người ta? Là mình bắt ghế vô phòng tắm ngồi luôn hả em hay sao? Dạ, em có ở trong phòng tắm em nó có cái ghế chị là cứ ngồi trong. Nhiều người ta ngủ trong bồn tắm luôn á. Có khi thì em đem cái điện thoại vô em coi chương trình bạn muốn hẹn hò trong phòng. Wow. Từ khi tiên mà về tới nhà trọ em thì cũng khoảng mất 1 tiếng ạ. Thì về tới nhà khoảng 6 giờ là em tắm đến 7 giờ sau đó em mới nấu ăn. Mình nấu ăn bao lâu? Dạ, em nấu ăn rất là nhanh chị. À, khoảng nửa quá. Tiếng là xong. Tắm thì 1 tiếng cho nấu ăn có nửa tiếng thôi vậy cũng được. Thôi giờ mình phải tranh thủ ăn nhanh nhanh lên nha. Xong ăn uống xong cái 8 giờ rồi đi chơi. Tới mấy giờ về? Dạ em ít đi chơi chị. Bữa tối 2-6 thì em đi dạy thêm. Còn những ngày bình thường thì em tới trung tâm em dạy làm bánh. Ồ, em đi dạy thêm cái gì? 2-6 dạ, em dạy thêm môn hóa ạ. Lớp mấy? Dạ em dạy hóa cấp 2. À, dạy hóa cấp 2. Giỏi. Trời, cô nhờ. Giáo này giỏi quá. Anh lên đây anh kêu bữa nào dạy anh tắm tiếng mấy đồng hồ đó. Tắm tiếng mà chờ nổi không? Em đi chỗ khác mình tắm. Em đi chỗ khác mình tắm à? Anh có điểm mạnh điểm yếu gì không? Về điểm mạnh của em thì theo em nghĩ em là một người sống rất tình cảm, vui vẻ, nhiệt tình với công việc. Còn về khuyết điểm của em thì đôi lúc cũng hay nhút nhát với người khác giới. Nhút nhát cho chị em phụ nữ ha. Dạ. Mình mong muốn tìm một mẫu người bạn trai là người như thế nào? Em muốn quan trọng về ngoại hình mà bạn nam bùng bự. Cái gì em? Mẫu hình gì? Dạ. Bùng bự hả? Dạ đúng rồi. Chị bộ đội chắc không bùng bự đâu. Có người ngồi kế bộ đội bùng bự thôi. Dạ em thích xoa bụng bạn nam á chị. Da
bạn nam thì ngâm, tại da em cũng ngâm mà ba bạn trắng thì ra đường nhìn nó khó coi lắm chị. Rồi em thích thêm một cái nữa là mông bạn nam cũng bự. Trời ơi, bên kia làm sao? Thích bụng bự, mông bự. Bạn bên đây bụng không được bự, mông cũng không bự. Còn gì nữa không? Vớt vát lại cái coi. Trời ơi, sao em tả cái gì mà nó không ấy, tả khuôn mặt đẹp vậy? Mặt mũi, mắt mũi miệng, chiều cao, cân nặng. Ừ. Dạ, bạn nam thì hơn em một cái đầu, để nghĩ bóng và nghĩ đen á chị. Ừ. Dạ, gương mặt thì nhìn hiền, nhân từ là được. Em không cần bạn nam phải quá đẹp trai ạ. Rồi. Dạ. Còn tính cách của bạn nam thì phải điềm đạm, hiền với vợ con, nhưng mà ra đường thì phải có tiếng nói. Ừ. Khôn dễ sợ, nhà rồi nhớ. Nhà phải nghe lời vợ, ra ngoài phải mọi người phải nghe lời mà. Chồng đúng không? Qua cái bức màn nãy giờ thấy thí dụ cho em tưởng tượng để em hình dung cái anh bên kia như thế nào. Chị hôm qua chị thì chương trình gọi em là hôm nay đi quay là nguyên đêm luôn, biết sao em ngủ không có được. 2 giờ thì em có ngủ được một xíu thì em mơ thấy một bạn nam mặc áo chú rể, nhưng mà xui một cái là cái tích cơ nó dán vô cái mặt bạn nam luôn, nhưng mà em thấy được là cái đầu bạn nam cũng hói nhưng mà cũng thích. Hả? Là thích hói nữa hả? Dạ đúng rồi chị. Trời ơi, cô này lạ quá anh Linh. Anh khoái cái vụ này nè nha. Vừa thích hói vừa thích bụng bự. Chào em. Trời, ngưỡng mộ em dễ sợ luôn. Hồi xưa giờ rất là nhiều người lên bạn mối hẹn hò, nó không thích ông bụng bự nè, không thích người mông bự nè, đặc biệt là không thích đầu hói. Mà em thích hết những điều đó. Trời, mừng quá, mừng em. Dù sao trên cõi đời thì vẫn còn những người con gái tuyệt vời như em. Cảm ơn em. Thấy vậy đó hả? Hôi hói. Tại sao em thích hói nè? Dạ hói nhìn thông minh. Đúng rồi, hói thông minh. Em dễ thương thiệt luôn á nha. Dạ. Trời ơi, em đẹp dễ thương quá, thấy ghét kìa. Anh bên đây cũng có hơi hói hói. Rồi hay quá, anh kết rồi đó. Dạ. Đàn trai chịu luôn rồi đó. Chịu luôn rồi hả? Nhưng được mà giờ đàn trai yêu cầu đặt ra tìm bạn gái như thế nào nè? Cao mét trên mét 54 là được. Ngon. Dạ. Bao luôn, gì nữa? Tóc dài, tóc ngắn cũng được ạ. Có tóc là được đúng không? Dạ, có tóc là được. Tính tình thì cũng hiền lành, thật thà, lễ phép với người lớn. Cô bên kia thật thà lắm, em nghĩ sao nói vậy thôi. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống chị Cát Tường là được ạ. Bạn hồi đó giờ lên chương trình bạn muốn hẹn hò, mẫu người lý tưởng là toàn lấy anh Quyền Linh ra không à. Đi qua coi anh này coi. À. Trời ơi, mắc cái mới gì mà em nói giống chị, trời ơi chị thấy gớm. Dạ. Chị sắc sảo lắm. Chị dễ thương, đẹp gái mà. Ai cũng nói chị không giữ hết trơn á. Giữ em mới chịu. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi đẹp trai quá hả? Nói cặp này đẹp, đẹp đôi dễ sợ luôn. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Xăm mình mà xăm nhiều quá. Tôi chưa hỏi mà tôi nhìn là tôi biết không có xăm. Dạ. Yên tâm. Được đó, cặp này được chị gả luôn nha. Cố gắng lên nha. Cảm ơn chị. À. Được, cặp này hợp lý. Bây giờ hôm nay em có đi với người thân không? Hiện tại thì có hai người bạn cùng làm chung số tiên với em luôn ạ. Ồ, vậy hả? Dạ, em chào cả nhà, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh. Mình thấy cái anh bên đây rất là thân thiện và dễ thương. Nói chung là hợp với mỗi người của Duyên á. Duyên có cái sở thích là hơi bị quái dị một tí. Là khác với thêm của mình rất là nhiều. Là bụng bự á, thì cũng dễ về nuôi ăn bụng bự. Đúng còn rồi. Còn mông to phải không? Rủ đi tập gym. Còn muốn mà hói á, kêu anh cạo. Cô bạn cũng dễ thương đó. Nói chung là thấy là rất là dễ thương đó Duyên. Mình hy vọng là hai người có thể là tiến xa hơn sau buổi quy hình ngày hôm nay. Sao bữa nay toàn những người dễ thương không vậy ta? Bạn trai ai sẽ đại diện cho đồng chí Trung Quý này đây? Chào anh Quỳnh Linh, xin chào bạn đồng niên Cát Tường. Dạ, chào anh. Chào Âm Duyên, chào tất cả khán phòng và đặc biệt là hai bạn của Âm Duyên. Muốn nói với lại bạn Duyên trước. Bạn không biết đi xe thì yên tâm. Đấy. Phúc nó đi xe thứ nhất là cũng cứng. Cái thứ hai nữa là vì cái đặc thù công việc nó cần cái tính cụ thể và tỉ mỉ nên không lo bị té. Cái thứ hai nữa là về độ năng lực, phẩm chất, đạo đức, sức khỏe thì đối với mỗi một người quân nhân nói chung ấy và sĩ quan nói riêng ấy, thì đều bảo đảm. Cái vấn đề thứ ba nữa đối với Phúc ấy, nói cho Duyên thì Duyên biết luôn. Vì đặc thù đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu nên không có phụ nữ, không có con gái ở trong đơn vị, 100% là nam. 21 giờ là không được ra ngoài. Thì ra yên tâm là cái vấn đề đó là rất bảo đảm an toàn. Còn anh muốn nói với Phúc thì cô bé bên này nếu mà anh bấm nút ngay vào luôn. Phải quyết thắng, đúng như truyền thống của đơn vị ấy, đã ra quân là phải chiến thắng.
Hay quá. Đó, bạn bây giờ cái thời khắc quan trọng là hai bạn cảm nhận nhau như thế nào khi mà cái màn kéo lên. Chàng trung úy tên Phúc và cô giáo tên Duyên. Lần đầu tiên gặp em trên đây thì em thấy em là một người là cũng xinh xắn, dễ thương, hiền. Anh nghĩ là chắc là chúng ta thuộc về nhau rồi. Trời ơi, ổng nghe sếp nói quyết thắng ông vô thẳng vấn đề câu đầu tiên chúng ta thuộc về nhau luôn. Hay. Em thì em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em thấy anh là hiền ạ và điềm đạm. Đặc thù công việc của anh ấy, thì ít khi được ra ngoài, chỉ nên là có thể có bạn gái thì đơn vị chắc chắn sẽ tạo điều kiện là được thứ bảy nhật nghỉ để đi chơi với bạn gái. Không biết là em có ngại về cái vấn đề các ngày mà đi làm từ thứ hai đến thứ sáu thì không gặp nhau thì em thấy như thế nào? À, thì ngày xưa lúc còn chưa có suy nghĩ chín chắn thì em phải bắt bạn nam em là một tuần phải đến thăm em 3 lần đến 4 lần. Nhưng mà sau này thì em suy nghĩ thì em cảm thấy rằng mình gặp nhiều hay không là do bản trái tim mình luôn hướng về nhau. Và mỗi lần gặp nhau thì phải chất lượng. Anh lúc nào cũng chất lượng. Trời ơi. Hẹn hò thế nào? Đừng nói đưa vô suối tiên coi thú đâu nha. Chắc vậy rồi, tôi hợp lý rồi. Thì hẹn hò mình nên đi những nơi nào? À dạ, đi đâu mà có người mình thương thì đi đâu mình cũng thích ạ. Vậy là anh đi đâu cũng được phải không em? Dạ không, đi những nơi mà... Rồi con cái sao? Tương lai của em thì chắc chắn là sẽ hai đứa. Chắc chắn là sẽ một trai một gái. Trời đất ơi, ông rồi rủi không được một trai một gái thì sao? Em cảm nhận là em sẽ có một trai một gái. À, cảm nhận. Dạ. Yeah. Anh hồi xưa cũng cảm nhận vậy đó em. Bây giờ mỗi người nói về cái sự suy nghĩ của mình, những cái sự rung động của mình từ nãy giờ. Đồng chí Trung úy Phúc. Mày em như vậy là. Nói chung là anh cũng không có gì, nhưng mà nếu mà chúng ta đến được với nhau á thì anh sẽ nguyện hy sinh tất cả vì em dưới sự lãnh đạo của con tim. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Ở đây không ai ép buộc chúng ta cả. 3 2 3. Hết thời gian. Duyên khoảng 10 giây sau Duyên mới bấm. Em không thích quen quá nhiều người, cho nên em thích quen một người rồi xác định là đến với nhau. Cho nên là phải có một sự đắn đo suy nghĩ. Rất chín chắn. Chín chắn điều đó. Hãy nắm tay nhau các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 đi chiến thắng. Chúc hạnh phúc. Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2,2 triệu, đã có cài đặt sẵn ứng dụng của Mocha. Khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat nè, gọi điện thoại và xem phim cùng nhau, rất là thú vị. Và hai bạn nhớ hãy giữ liên lạc với nhau nha.